Trên tay mình là loa Bluetooth Chattachi. Ngày hôm nay hãy cùng mình đánh giá con sản phẩm pre-order đang cực hot này trên bình thứ 2 nha. Đầu tiên là về ngoại hình của sản phẩm thì Emline này có một cái ngoại hình rất là ấn tượng, là một cái dạng hình nón với cái lớp kim loại bao phủ bên ngoài. Nó rất là bắt sáng và đặt lên những cái góc làm việc mà bàn gỗ nữa thì nhìn nó rất là sang trọng và là nổi bừng bực lên luôn. Đèn bên dưới cái loa này á, nó không phải là một cái kiểu đèn giống như mấy cái loại loa RGB, nó không sáng chói, nó không có quá sặc sỡ mà nó rất là dịu nhẹ. Anh em có thể đặt nó vào những cái góc làm việc tối hoặc là cái góc phòng ngủ ở ngay đầu giường mình á. Anh em nào mà ngủ với lại âm thanh không gian hay là trắng á, thì nó sẽ thay cho một cái chiếc đèn ngủ của anh em luôn. Con loa này sẽ là một cái dòng loa mà thiên về cái âm bass hơn. Đối với sếp nào mà thích nghe nhạc non-stop nè, Vinahouse đúng không? Thích một cái sự đồng của một cái âm bass chất lượng á, thì em này ra một cái tiếng bass nghe cái rumble nó rất là rõ. Và cái âm vocal ở đây á, phát những cái bài mà ca sĩ hát nghe rất là ngọt. Cho nên là em rất là mong muốn các sếp có thể đến showroom để có thể trải nghiệm cái âm thanh này nó trực tiếp, để có một cái sự đánh giá nó khách quan hơn. Âm thanh 360 độ mà loa Chattachi phát ra là do là cái phần mà tạo ra âm thanh của nó nè, nó ngay ở giữa thiết bị cũng như là nó có phần rãnh để có thể phát cái âm thanh đó ra. Cho nên là dù sếp có ở bất cứ cái cạnh nào của cái sản phẩm này cùng một cái phạm vi thì sẽ nghe cùng một cái chất lượng âm thanh mà tạo ra. Với đa phần các loại loa trên thị trường hiện tại là nó chỉ có một hướng âm thanh thôi, tại vì cái thiết kế nó là vậy. Nếu mà sếp mà đứng đằng sau cái điểm mù của nó hay ngược lại cái hướng âm thanh của nó thì cái âm thanh của nó sẽ không có nghe chất lượng như là sếp đứng ở phía trước nó. Sếp thử tưởng tượng đi, mình có một cái bữa tiệc, bạn bè quay quần xung quanh, chúng ta có một chiếc loa Chattachi để giữa, âm thanh phát ra tạo một cái không gian âm nhạc mà mỗi người đều có thể nghe được cái chất lượng âm thanh nó giống nhau, thật sự tuyệt vời đúng không? Cái âm thanh mà loa Chattachi này phát ra nó rất là tách bạch giữa cái âm trầm với là âm bổng, do là nó có hai cái củ loa lận. Nó có một cái củ loa tạo ra âm trầm và cũng có một cái củ loa tạo ra âm bổng. Với kết nối Bluetooth 5.3 thì kết nối Bluetooth với em này rất là nhanh luôn. Anh em kết nối với thiết bị, ra khỏi phòng đóng cửa lại thì cái việc kết nối nó dựng rất là mượt mà chứ không có bị giật lắc. Và cái điểm ăn tiền ở đây á, là cái phần tiếng và phần hình sẽ không có bị delay, không có cái tình trạng là cái phần tiếng nó sẽ đi sâu phần hình đâu anh em. Đối với các sếp nào mà đặt mua hai loa Chattachi trở lên thì tụi nó có thể ghép nói được với nhau, phát cùng một bài hát, kết nối cùng với một thiết bị, double cái âm thanh 360 độ của mình luôn. Một cái phần thích nhỏ xíu nữa thôi đối với cái loa này là cái lúc mà bật tắt cái sản phẩm này á, chỉ cần chạm trên cái phần đầu này ấn giữ 3 giây thôi và cái âm thanh khi mà bật tắt nghe nó cũng dễ lắm. Thử này, nếu là Chattachi phù hợp với nhu cầu của anh em, có thể xem thêm thông tin về sản phẩm và đặt mua trên website của mình.